Ngày 6 tháng 7 năm 2021, Sở Y tế Phú Thọ nhận được thông tin từ Công an tỉnh và Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi về trường hợp lái xe đường dài LHV, địa chỉ khu đoàn kết phường Tiên Cát, thành phố Việt Trì, địa chỉ tạm trú tại khu 10 xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại chốt kiểm dịch Dốc Sỏi, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Hiện anh V được cách ly tại Bệnh viện Giã chiến Dung Quất và đã được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, khẳng định kết quả dương tính. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế Phú Thọ đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, Trung tâm Y tế và các đơn vị liên quan tổ chức đáp ứng nhanh đối với trường hợp này. Một số địa điểm trên địa bàn tỉnh liên quan đến ca nhiễm. Một, xưởng gỗ Cường Quế tại xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng từ 16h30 đến 18h ngày 2 tháng 7 năm 2021. Hai, xóm Đồi Trè, thị trấn Phong Châu, huyện Phú Ninh từ 18h đến 21h ngày 2 tháng 7 năm 2021. 3. Xóm trọ tại khu 10 xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, 4. Quán ăn Vinh Lệ tại khu 6 xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao từ 6 giờ 30 đến 11 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2021. 5. Quán cơm Giang đối diện cổng chính công ty trách nhiệm hữu hạn Miôn Việt Nam, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì từ 11 giờ đến 12 giờ ngày 3 tháng 7 năm 2021. Kết quả truy vết và xử lý đáp ứng nhanh đã xác định 13 F1, bao gồm Việt Trì 5, Phù Ninh 4, Lâm Thao 2, Đoan Hùng 2, 111 F2 bao gồm Việt Trì 18, Phù Ninh 11, Lâm Thao 75, Đoan Hùng 7. 167 F3 bao gồm Việt Trì 62, Phù Ninh 4, Lâm Thao 85, Đoan Hùng 16. Các trường hợp F1, F2, F3 đang tiếp tục được các đội đáp ứng nhanh điều tra truy vết. Các biện pháp đã triển khai, chuyển 9 trên 13 F1 về cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, áp dụng cách ly tại nhà đối với 4 F1 tại thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh xét nghiệm toàn bộ 13 F1 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả âm tính lần 1. 100% F2 được địa phương ban hành quyết định cách ly y tế tại nhà, hướng dẫn tự theo dõi sức khỏe đối với F3. Nhận định trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên chưa xác định rõ nguồn lây. Trong thời gian tại tỉnh Phú Thọ, anh V có thời gian tiếp xúc ngắn với ít trường hợp F1. Trong quá trình di chuyển qua các tỉnh, anh V không trực tiếp tham gia giao nhận hàng, Tuy nhiên có ăn uống tại các địa điểm dọc đường di chuyển vào Quảng Ngãi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Tuy nhiên chưa thể loại trừ việc lây nhiễm từ cộng đồng trên địa bàn tỉnh, cần triển khai nhanh các biện pháp điều tra truy vết, mở rộng xét nghiệm đối với các đối tượng có nguy cơ cao để có biện pháp xử lý khoanh vùng và dập dịch kịp thời.